Mến chào anh chị các bạn đang theo dõi kênh Chợ Sài Gòn nha. Đây là hôm nay em đang ở khu Vĩnh Lộc B anh chị. Con đường này là con đường liên ấp 123. Nếu mà anh chị đi ở quốc lộ 1A là mình đi lên gần tới trạm thu phí á, là có cái con đường mà đường tắt né trạm thu phí anh chị. Mình không có qua trạm thu phí mà tới đó là mình quẹo phải qua, là đi vô đây là con đường liên ấp 123 ha. Hôm nay em giới thiệu với anh chị một cái lô mai. Lô mai này là lô mai tàn nha. Lô mai tàn này giá bữa nay rất rẻ anh chị, 200 280 300 320 đó. Cái lô đó là giá hiện tại là như vậy. Bây giờ anh em mình sẽ vào xem rồi cái lô nó như thế nào nha anh chị. Bữa nay là đây cũng là căn nhà ở vườn mai của anh Khánh Lâm. Thì cái vườn mai anh Khánh Lâm có gì đây vậy? Một vài vườn ở bên Long An đó anh chị. Thì mấy anh em là bứng về đây nè, để quay lại cho anh chị xem dễ nè. Hôm nay là bứng về ở tại nhà, nhưng mà ở nhà thì toàn là chị em phụ nữ không khiêng giác mệt quá, bữa nay quyết định là chào. Dạ chào hai bà chủ nha. Chào em Thúy nha. Dạ em chào Giang nha. Chào anh ạ. Ủa tình hình muốn bán bữa trước cái vụ mà bể bầu sao rồi em Thúy ơi? Dạ cũng nhà vậy đó anh. Ra đây chợ sáng nè, chợ đứng lấp thó dữ vậy, người đẹp chân dài. Cũng nhờ cái anh chị gần xa ủng hộ nên tụi em cũng hết cái lô đó giờ bán cũng được. À bữa trước là he hết trong vòng mà dạ có một ngày là hết. Có một ngày là hết luôn rồi. Dạ. Để bây giờ review một cái cho anh chị xem cái nguyên nhân sao hồi nãy thấy tâm sự mình không có muốn làm mai ở đây hả? Dạ. Giờ không muốn làm mai nữa đó anh ơi. Ủa chưa còn cái ông chồng đâu rồi, ông anh Khánh đâu rồi? Anh đi công chuyện. Anh đi công chuyện. Chứ không phải là bệnh quá. Anh bệnh luôn đi. Mệt quá. Anh mệt, anh bệnh luôn rồi. Bỏ luôn cho hai chị em là bán luôn nè anh chị. Dạ. Giờ là cái lô này để đi qua xem một vòng nha anh chị, coi nó còn lại là cái gì nha. Cái này là mình bứng hồi nào vậy Giang ơi? Dạ bứng được 4 ngày anh. Bứng được 4 ngày. Bữa nay mình làm bầu lại hết này, ngon lành được phải không? Dạ dạ. Bữa trước là mình không bao sống rồi, có anh chị nào than phiền gì không Thúy Giang ơi? Đó mấy ảnh không có than phiền, mấy người mà mua, mấy anh chị mua là biết làm, biết trồng á anh. Giờ ta cũng vũ hết à. À. Còn lại ở đây là bao nhiêu cây vậy em? Còn trăm mấy. Khoảng 100 đó là anh. Còn khoảng 100 cây thôi anh chị ơi. À. Review sơ cho anh chị xem một vài cây ha, chiều cao trung bình của nó từ 90 cho tới 1m2, 1m3 chị. Hoành cái lô này bao nhiêu vậy? À 17 tới 20. 17 tới 20. Dạ. Cây em đang quay cho anh chị, mình có cái thước không? Đo một cái cho anh chị xem nè. Cây này thì ước lượng nó tầm khoảng cỡ 20 hoành anh chị. Nhưng mà đo thử một cái luôn cho anh chị mình xem chi tiết ha. Dạ em đo. Mà chủ y như học sinh ha. Nó để cái thước qua đây chứ. Kiến rồi. Cây khác rồi. Để cái vòng qua đây. 17. Rồi đo ngay đó là xác luôn là 17 anh chị ha. Còn đi xuống nữa là đế nở. Ở như mấy anh dưới là anh đo ở dưới đây nè. Em đo vòng thử đây coi. Này kiến nữa không ạ. À, thử một cái cho bà con xem cái. 18. Rồi dưới đó 18 anh chị ha. Rồi không mình ra cái khác đi, cái này kiến quá em ơi. Cái này nè. Cái này to. Cái này không có kiến. Giờ còn 100 cây duy nhất nha chị, 20 hoành. À đúng 20 hoành luôn ha. Dạ. Chiều cao rồi, từ cái này có mấy cây lùn nữa. Nó tầm khoảng có cây lùn nhất là tầm khoảng 50 ha. 50 cho tới 1m3. Đa số là chi tàn tay cành đều, còn bông của nó thì để 16 cây. Em để cái đường link cho anh chị xem cái lô này ha, ngay cái vườn có cái bông luôn, để mở luôn cho anh chị xem cái bông nó đợt trước nè. Trong khi ấy thì mình qua coi cái
cái lô này. Đợt trước là mình quay phát lại nè anh chị. Để mở cho anh chị xem cái clip cũ nha. Clip cũ mình coi cái bông cái lô này coi chơi được không anh chị. Đây cái clip này là cái clip mà bể bầu nè, thấy không? Dễ cứu mai vàng nè. Đợt này rút kinh nghiệm được chút rồi. Đây cái bông nó ra. Anh chị nè. Đó, mặt bông của nó cái clip này nè là bứng ở đây về. Mở cho anh chị xem ha. Bán siêu thị quá. Đó. À, bứng trên á. Bữa trước cái này của mình là ở đâu? Bến Lức ha, ở Thủ Thừa chứ hả? Dạ Bến Lức. Hả? Bến Lức. Bến Lức Long An. Điều đúng không? Đây có cái mặt bông rồi cho anh chị xem luôn bông mấy cây này ha. Cái nè. Gì đó, bà tặng đi. Mini game. Play game luôn anh. Rồi. Hay là cái này để làm cái gì đó, bà tặng đi. Mini game. Đây có cái bông đúng không? Đọc, mở mở ra cái em. 10 đến 12 quanh. Coi tôi từng cái coi kia trước đi. Đây, mặt bông của nó có bông cũng đẹp dữ dội ha. Mấy anh chị nào mà bông hai lớp. Xem tới đây mình nhớ bấm nút like nha. Đủ bông vàng vàng đậm anh chị hai lớp. Đủ chặt like đi. Rồi có cái bông nào các em. Cho anh Khánh mở ảnh tặng cái này luôn nè. Đó. Anh Khánh. Bông của nó cũng tương đối là đẹp anh chị ha. Mini game luôn nè. Nhớ nha anh chị. Nếu mà trong vòng 12 tiếng nha. Chấm điểm đó nó cũng phải bèo cũng phải 6 7 điểm cho tới 7 8 điểm ha. Đó. Sẵn lên luôn. Rồi. Đó. Rồi mình xem cây quà tặng của ảnh nè. Đó, anh chị xem lại cái clip này em để cái link đường link cho anh chị mình xem ha. Đó, anh Khánh nè. Rồi. Bây giờ mình xem tiếp tục cái lô này. À, những cây cao ở đây nè anh chị, cây cao này thì nó tầm khoảng cỡ 1m3 ha. Đó, cây cao 1m3. Hoành nó cũng từ tầm khoảng cỡ 20. Đó, cây này chắc cũng cỡ 21, 22 nè. Cây này thì bự nè. Đó, có cây bên trong kia là cũng bự nè. Bây giờ mình dứt giá một cái cho anh chị một cái nữa đi. Thúy Giang ơi, em nói giá đi. Mà giờ mình solo hết đúng không? 100 cây đúng không? Dạ. Nói đi em. Bạn tính kỹ lên. Nói lớn lên chợ, nói nhỏ nhỏ ai nghe. Dạ giờ em tính xô là 320 anh. 320 là mình bao ship luôn bao không? Bao ship bao sống. Cái đợt trước là mình bể bầu là mình không có bao ship. Dạ. Còn mà cái đợt này là mình bao ship thì mình không bao sống. À đợt trước là mình không bao sống. Là gì đó bể bầu. Dạ. Còn cái đợt này là mình bao sống luôn. Dạ. Bao sống trong vòng bao lâu? Cái bao sống này phải có trách nhiệm đó nha. Bao lâu? Trồng xuống mà nó nếu mà cây nó không sống thì 2-3 tháng gì đó là tụi em nếu mà không sống thì ở đây alo cho. Tối đa là 3 tháng đúng không? Dạ. Tối đa là 3 tháng là dạ. Mình alo lại có thể là mình đổi cây khác. Dạ. Hoặc là mình hoàn tiền không chừng. Dạ. Nếu mà hết cây vừa hết cây thì mình sẽ có hoàn tiền đúng không? Còn dạ, mình, dạ. Còn cây thì mình có thể đổi cây khác. Đổi cây khác không? Đây chi tài của nó đây anh chị. Mấy cây này chi tài là tương đối đều ha. Bông của nó thì cũng từ 6-12 cánh á. Dạo thủ đức. Lâu lâu có khi không biết có lận 5 cánh không ta. Có em thấy bữa giờ có thấy 5 cánh không? 6-12 cánh. 6-12 cánh phải không? Dạ. Không có 5 cánh. Chi tàn đều anh chị, một cốt ở đây toàn cây một cốt chứ không có cây dán thú nha, phải không? Dạ. Nó chỉ vậy thôi. Anh chị nào mà mình đang có nhu cầu mà trồng cây anh chị hoặc là mình trồng để mình bán tết hay là mình trồng vườn mình chơi cũng được. Giá bán lẻ là 320. Bây giờ nếu mà mua 10 cây thì giá mình sao em nói luôn. 10 cây. Nếu mà 10 cây thì giảm là 300. Giảm 20. Dạ. Đó, 10 cây giảm 300 là mình bao ship luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Còn mình
50 cây đi. 50 cây thì giá 280. 50 cây giá 280. Dạ. À, 50 cây giá 280 anh chị thấy hợp lý không? À, cây bông cũng tương đối là bông khá anh chị ha, bông khá mà mình có cây zin chơi. Mấy cây này là mấy anh ngoài Bắc á, mình chơi mấy cây này cũng ok. Rồi bây giờ anh chị nào mà mình có nhu cầu thì mình cứ liên hệ, chỉ còn ở đây là 100 cây thôi phải không? Dạ 100 cây. 100 cây, mình cho số liên hệ luôn đi. 0903 239 249. Đó là số điện thoại ở vườn mai Khánh Lâm anh chị. Anh chị nào muốn có nhu cầu mua nhiều hơn á thì mình lên vườn nha. Phải không? Bên vườn của mình là còn khá nhiều mà. Dạ dạ. Vườn của mình còn cỡ 10.000 cây mà, phải không? Dạ. Đó, bữa trước là nhớ còn mười mấy ngàn anh chị. Bây giờ mình còn cỡ tầm khoảng cỡ 10.000 cây. Anh chị giờ là hai chị em, mấy chị em đây là làm biến về bứng quá. Bứng về. Cực quá là hết nổi. Cứ hai có hai chị em này là ấy thôi, còn ông chồng ông đi chơi mất tiêu rồi. Ông đi chơi rồi, ông bỏ hai chị em làm hết nổi rồi. Đó. Thôi rồi anh chị mà gần đây mình lại đây lấy ha. Còn chị nào mà ở xa thì mình cứ liên hệ mình ship. Dạ. Cái clip em quay ngắn gọn để cho anh chị mình cùng tham khảo cái lô này. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn trong cái clip tiếp theo. Cảm ơn chào. Xin chào hai người đẹp nha.